này. Hello, chào mọi người nha. Thì hôm nay là Christine sẽ bắt đầu là mình sẽ làm cái design bằng châu lan cho cả nhà xem. Rồi mình sẽ ship cái ship hai Hạnh Lương. Hello hai, chào em. Để Christine chỉnh cái camera chút xíu nha cả nhà. Đó, thì bây giờ là Christine sẽ trả lại cái design bằng châu lan nha. Hai Suzy Nail. Đây mình sẽ sử dụng châu lan. Sau đó là Christine sẽ sử dụng là cái chai màu trắng. Chai màu trắng nha. Cả nhà thấy rõ không? Rồi ha. Thì bây giờ là Christine sẽ gắn cái này lên. Để cô xin zoom lại gần một chút xíu nha, cho cả nhà xem ha, cho nó rõ. Tại vì cái máy là hôm nay không có thuận quá, không có thuận lắm. Rồi ha, mọi người thấy rõ không? Thì đầu tiên khi mà mình làm đó là mình cần cái chai màu trắng nha mấy anh chị ha. Cần cái chai màu trắng. Mình sẽ lấy một chút xíu acetone nha, trước khi design. Tại vì khách của mình nãy giờ không biết động cái gì không. Đó, mình sẽ chùi sơ qua bằng acetone trên cái mặt móng của mình nha. Nó xuống. Dụng cụ cần chuẩn bị nè mấy anh chị ha. Chuẩn bị cho Christine. Sau đó thêm một cái cây cọ nha. Cây cọ Lightwork nè. Rồi á, mình sẽ cần thêm một cái con top nữa. Mình cần thêm cái chai top coat. Đây ha. Thì mình sẽ bắt đầu là mình design. Mình sẽ dùng cái chai treo màu trắng này. Rồi. Mình sẽ sơn một lớp. Mình sẽ sơn một lớp nè, treo lan trước nha. Đó, để ngón này cho mấy chị dễ xem. Mình sơn một lớp treo lan trước nè. Đó, sơn một lớp treo lan mỏng trước nha. Sau đó mình sẽ dùng cái cây cọ của mình. Đây là có hai đầu nha mấy chị ha. Trước khi xài thì mình sẽ rửa qua cái acetone một chút, rửa qua thấp khốt một chút xíu. Và mình không có rửa acetone nha mấy chị ha. Lấy một ít thấp khốt đây. Đó, mình rửa sơ qua. Sau đó mình sẽ dùng cái chai màu trắng của mình. Mình quét lên tùy theo là mọi người là mình muốn cái hình dạng cho cái design của mình marble mình như thế nào nha. Đó, mọi người thấy là bây giờ bắt đầu là cái treo lan của mình lan không? Đó. Mình cứ cho nó loan nha, tùy theo là mình thích nè. Tại vì sao Christine muốn nó loan nhiều hơn? Tại vì ở trên đây đó là nó trong. Nhưng mà Christine muốn cho nó hơi có màu ở dưới cái bay của mình đó. Nên là Christine sẽ chờ cho nó hơi loan một chút xíu nha. Tại vì nửa lát nữa là mình sẽ đi một cái đường viền lại nữa. Đó, bây giờ là mình mới tạo cho cái nền của cái marble thôi. Tại vì tùy theo cái design nha mấy anh chị ha. Và mình sẽ tạo cho những cái marble của mình đi theo cái hình dạng mà mình muốn. Nếu mà trong lúc mà mình muốn cái chỗ này loan mà nó không có đủ độ loan cho mình đó, thì mấy anh chị là giúp Christine dùng một chút xíu treo loan ha. Đó, mình sẽ dùng thêm một chút xíu châu loan để mà cái châu loan cái loan độ loan của mình đó, mình muốn nè. Hoặc là mình có thể là dùng cái cây cọ ha, mình tán cho những cái màu của mình nó đi ra. Các anh chị thấy không, là mình có thể là dùng thêm cái cây cọ của mình nha, mình tạo cho nó có cái độ loan hơn, cho cái màu của mình nó loan nhiều hơn ra hai bên để cho nó có một cái lớp mỏng màu trắng. Đó, mấy anh chị thấy không? Mà mình cho nó có một lớp mỏng màu trắng và nó sẽ cover hết nguyên móng của mình. Mình sẽ làm một ngón trước nha. Đó, sau đó khi mà xong hết rồi, mình muốn cái độ loang giống vậy. Mình sẽ để vô máy nha. Ở đây nè, hơi đậm chút xíu, mình sẽ xin thực hiện một cái ngón trước để cho anh chị là mình có thể là hình dung là xin sẽ làm cái gì. Nên lát nữa là khi mà mình qua cái bước tiếp theo đó là mình sẽ làm 19 ngón còn lại nha. Thì mình sẽ làm một ngón trước cho anh chị là mình hình dung ra được.
Đó, là Phục Sinh cho một lớp keo lăng lên. Sau đó là mọi người thấy là Phục Sinh sẽ cho đầy móng, cho nó loang ra đầy móng, giống như là mình đắp bột như vậy đúng không? Có một cái lớp màu trong trong, màu trắng trắng trong trong ở trong này. Sau đó thì mình sẽ lấy cái đèn của mình nha. Mình sẽ đi lấy cái đèn. Trước khi hold on, trước khi để vô á, là mình sẽ vuốt xếp một lần nữa nha. Rồi, ok, inside. Khi mà xong rồi là cô Sinh sẽ lấy cái móng màu xanh này. Bây giờ bắt đầu là mình sẽ vẽ nha. Mình vẽ những cái mình vẽ cái này mà. Ok, get me vô hết. No, this one. Hello, hi anh. Khi mà xong rồi là cô Sinh sẽ dùng. Nè, bây giờ là mình sẽ dùng ha. Mình sẽ dùng một chút xíu keo trắng nè, mấy anh chị thấy không? Cũng là cái keo trắng hồi nãy luôn. Sau đó mình sẽ vẽ những cái đường sấm sét lên. Đúng không? Những người ta giống như sấm sét á, mình vẽ mau bồ ha. Nói chung nó là mau bồ nè. Sẽ vẽ nhẹ nhàng lên. Đó, tùy theo là anh chị là mình muốn đi như thế nào. Nét nhịn dày hay là nhịn lớn nè. Đó, mình vẽ vẽ nhẹ nhàng lên theo tô theo những cái đường nét mà mình muốn nha. Đó, mình sẽ vẽ những cái rau. Cái gì chị? Có. Ở đây để em kêu qua tệ lấy cho. Tệ màu đen màu đỏ. Không chịu đưa quên. Chồng luôn. Bán là khách hàng phải đi kiếm ra để hỏi kìa. Chưa, tại hôm qua em mới làm live, sorry nha, mấy chú hôm nay bận á, chưa phiêu kịp. Rồi ha, mình sẽ bắt đầu nè. Tại vì sao bây giờ là cái châu lan của mình đứng rồi, nó không còn nhảy nữa, thì mình sẽ đi thật là nhuyễn ha. Ở đây nè, mình sẽ đi thật là nhuyễn nè, tùy theo là mình thích như thế nào nha. Cái ma bồ thì mấy chị có thể là thêm những cái hương lên thật là nhịn nè. Đó, ma bồ ha mấy anh chị ha. Thì khi mà xong rồi thì mình sẽ dùng cái màu trắng ha. Đó, thì bây giờ là mình đã có một cái marble sấm sét nha mấy anh chị ha. Đây gọi là cái marble sấm sét. Ok baby. Nice ha. Rồi, cái này là cái marble sấm sét mình dùng bằng làm bằng keo lan nha mấy anh chị ha. Màu rất là đẹp. Thì mình có thể là đi theo những cái đường nét mà giống như sấm sét vậy. Tùy theo là anh chị là mình vẽ nha. Thì những cái dụng cụ mà tại sao hồi nãy là xin làm live riêng để cho anh chị là mình dễ thấy được mình design như thế nào. Khi mà anh chị mà mình nhìn lại đó, mình cũng rất là dễ hiểu ha. Rồi, ok, bây giờ là mình sẽ để vô máy. Trước khi để vô máy đó thì mình sẽ nhìn hai bên. Nhưng mà chắc chắn thì cái đợt hai này của nó sẽ không có bị mất shape nữa. Nên anh chị là yên tâm, mình để vào máy nha. Ok, inside. Đó, thì Christine đã thực hiện xong cái một ngón đầu tiên. Thì bây giờ là Christine sẽ làm tiếp tục 10 ngón rất là nhanh. Tại vì thao tác đó, mình rất là dễ làm. Anh chị chỉ cần là có một cái chai treo loang nè.
một chai màu trắng nè, Angel White Gel nha mấy anh chị nha. Nếu mà chai khác màu trắng khác thì mấy anh chị rất là khó làm nha, nó sẽ chảy quá hay là gì quá. Mình dùng Angel Gel White Gel rất là đẹp luôn. Rồi một cái chai gel loang của silamsupply.com. ngoài ra là mình sẽ cần một cái chai thấp hút nữa nha. Quan trọng là sao, có một cái cây cỏ rất là đẹp ha. Cỏ này rất là nhiện, khi mà anh chị là pick up những cái gel của mình á rất là dễ dàng luôn. Cây cỏ Lightwork này mấy anh chị là mua chỉ với giá là 20 đồng thôi cho một cây nha. Cỏ làm bằng cỏ lông trồn, mấy anh chị xài rất là dễ. Và nó có cái nắp đậy cho mình luôn nha, rất là đẹp luôn. Rồi bắt đầu thì mình sẽ qua cái ngón khác. Baby, give me your hand. Đó, xong ha. Và Christine sơn cái top hút lên cho mấy anh chị xem là mình đã hoàn thành xong một móng nè. Mấy anh chị thấy dễ không? Marble sấm sét nha mấy anh chị nha. Rồi, rất là dễ làm luôn, trao loan. Ok, inside. Mấy anh chị giúp Christine share nha, thank you cả nhà rất là nhiều luôn. Đó, và cái dĩa này có tại Silam Supply luôn, rất là dễ xài. Hoặc anh chị có thể là ghé vào store cái supply Silam Supply là 7495 Anaconda Garden Road 92841 nha. Ok. Đó thì Christine đã xong một cái ngón mobile sấm sét, thì bây giờ là mình sẽ tiếp tục là mình sẽ làm 10 ngón nha. Rồi y chang như vậy luôn, là mình sẽ sơn, mình sẽ sơn một lớp châu loang lên. Một lớp gel loang nha, sơn cho nó đều nè mấy anh chị ha. Không cần quá dày, mình chỉ cần một lớp vừa đủ thôi. Sau đó là Christine sẽ đi đi nè. Đi gel loang nè, đúng không? Nếu mà các anh chị mà mình lấy cái gel trắng mà nó đặc quá thì mấy anh chị rất là khó làm cho nó loang. Nhưng mà với cái design marble sấm sét nha mấy anh chị ha, giúp Christine để cho nó là loang rất là xa, tức là loang nhiều đó. Nếu mà chỗ nào không, chỗ nào thiếu, hồi nãy là Christine có chia sẻ đó mấy anh chị, là có thể là để thêm một chút xíu qua vô những cái chỗ đó. Nhưng mà trước khi để đó mấy anh chị là nhúng cái màu trắng, nhúng cái màu trắng đó. Đây là cái châu loan nha, đây là cái châu loan này, đây là cái màu trắng nè. Ví dụ đi là bây giờ ha, ở đây nó không có đủ trắng nè, mấy anh chị lấy một chút xíu châu loan nha, lấy chút châu loan nè, sau đó là mình lấy thêm cái màu trắng và mình đi cái đường đây đó, để cho ở đây nè những cái màu trắng của mình nó loan đều ra đó, quẹt ra cho nó loan đều ra. Bên này cũng vậy, để cho cái màu trắng của mình á phụ một lớp dầu. Ví dụ đi, cái màu trắng giống như lớp dầu vậy đó, là nó sẽ phụ một lớp dầu giống vậy nè. Thì mình nhìn vô thì nó ẩn ẩn sáng sáng đúng không, nó rất là đẹp ha. Đó mấy anh chị thấy không, từ từ cái màu trắng của mình nó loang ra hết tất cả cho cái bộ nail của mình nè. Và đặc biệt nữa phải chăm sóc cái cuticle hai bên nha, để lát nữa thì nó sẽ loang ra một lớp màu trắng, nó giống như là cái ván sữa hay là một lớp dầu vậy đó. Ở trên đó là rất là đẹp nè. Tại vì sao, nếu mà mình dùng bột đắp thì nhiều khi nó không có được giống như ý mình muốn đúng không? Nhưng mà nếu mà mình sử dụng như vậy thì mình sẽ được ý muốn nè. Mấy anh chị thấy không? Là khi mà xong rồi loang tốc độ cao. Cái này gọi là loang tốc độ cao. Nhưng mà mình chọn cái gel loang nào á là nó loang vừa thôi, nhưng mà nó cần cái thời gian, thì mấy anh chị sẽ rất là dễ control ha. Sau đó mình sẽ vuốt hai bên nè. Rồi bên này cũng vậy. Sorry nha mọi người nha. Đó. Rồi sau đó là mình sẽ vuốt hai bên. Hai bên, dạ, chị nghe cưng. Rồi, inside. Hả? Chị sorry rồi đó, chị nói lớn quá. Give me your hand. Rồi ha, mình sẽ tiếp tục là mình sơn những cái ngón này. Tại vì sao? Khi mà làm trao loan, mấy anh chị là làm từng ngón thôi, chứ mình không có làm nhiều ngón một lúc nha. Sơn một lớp lỏng trao loan. Cái trao loan của bên Silam á, rất là tốt luôn mấy anh chị ha. Độ loan vừa phải và nó rất là dễ sơn, không đặc quá và cũng không có lỏng quá, nên mấy anh chị làm design là thoa hồ luôn. Rồi sau đó mình sẽ quét một lớp nhẹ lên. Đó, tiếp tục đi cái màu trắng lên nha. Thì tùy theo là mình muốn đi như thế nào, nhưng mà bây giờ là cái tựa đề của mình á, là cái trong cái bộ nail của mình là marble sấm sét nha mấy anh chị ha. Thế nên là khi nào á mình muốn làm marble sấm sét thì mấy anh chị làm theo cái dạng này.
Đó, đi nè. Sau đó mình cho nó loan. Mình cần cái thời gian nhất định để cho tất cả những cái màu trắng của mình loan thật là mỏng thôi. Nó giống như là một lớp dầu mỏng mà nó phủ ở trên cái mặt móng của mình đó. Nên là mình đi từ từ nha. Thì ha, mọi người thấy không? Đó, mình từ từ mình chờ nha, chờ chút xíu nè. Sau đó thì mình sẽ bồi thêm một chút xíu nữa, nếu mà chỗ nào mà nó không có loang được á, mình sẽ bồi thêm một chút xíu, lấy một chút xíu cho loang nha. Mình bồi nó lên và tiếp tục cho nó loang nè. Đó, mình tạo nền và mình không có dặm hay gì hết á, mình sẽ tạo một lớp mỏng màng trắng. Sau đó khi mà loang tới cái mức mà mình cần rồi, sau đó mình sẽ vuốt hai bên nha, để cho nó không bị mất xếp nè. Đó, xong ha. Bắt đầu thì mình sẽ bắt đầu là để vô máy làm từng ngón, và anh chị để vô máy dành cuộc sinh nha. Ok, em sái. Hai chị Lê Thanh. Mình làm bồ sấm sét nha. Đó, cái này thì rất là dễ làm luôn. Hôm nay Lộc xin chia sẻ luôn. Mình làm cái kiểu mà giống như sấm sét đánh xuống vậy đó. Đó, tùy theo là mình tạo hình cho cái mao bồ của mình. Nhưng mà cách làm thì hôm nay Lộc xin chia sẻ nè. Đó, rất là dễ. Đúng rồi, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ làm khác một chút xíu ha. Hôm bữa là mình sẽ làm mao bồ ma bộ tình yêu, thì hôm nay mình làm ma bộ sấm sét. Rồi mình chờ ha, nên mình nên đi từng ngón anh chị ha, không vội. Và khi mà cái chỗ không loang đó, mọi người lấy thêm một chút xíu chao loang nha. Đó, mọi người thấy là bây giờ cái ma bộ của mình á, mình cho loang tới ra khỏi hai bên luôn anh chị ha. Mình cho loang như vậy nè, sau đó mình sẽ giúp xếp hai bên nha. Lát nữa thì mình sẽ đi viền lại cái màu trắng. Ok, inside. Sweet. Dễ làm không anh? Dễ ha. Đó. Xong lát mình bẻ viền lên. Sơ một lớp mỏng lên. Sau đó mình sẽ dẻ nè ha. Chờ cho nó hơi loang xuống nha. À, dạ, chị cho em sau ngày 15 tây nha. Có thể là ngày sau ngày 15 tây tụi em sẽ ship. Có thể là ngày 17 á. Ngày 17 tụi em là tập trung hết, là tụi em ship một lần luôn. Cho mấy anh chị order trước nha. Đó, nên chị cho em, tại hôm bữa là order em cũng nói là sau ngày 15 tây tụi em ship á. Dạ. Rồi ha, rồi. Đó, chỗ nào không loang thì mình sẽ lấy một chút xíu chao loang cộng với màu trắng ha. Đó, mình vét lên để tạo cái điểm nhấn hai bên. Tại vì sao mặt móng của mình á, mình sẽ phủ một lớp thật là mỏng, giống như cái dầu qua vậy đó. Chứ mình không có dặm nha. Mình không có cần dặm mấy anh chị ha. Đó, mình qua vậy. Chỗ nào mà nó đậm quá, ví dụ đi giống như cái đầu móng vậy nè, mình sẽ chùi bớt đi. Mình sẽ dùng một ít chao loang ha. Chao loang, lấy nhiều một chút xíu chao loang nha. Bỏ bớt trắng ra. Thank you.
đưa cho các bạn bày trực tuyến cho các bạn kinh nghiệm ok inside ok inside rồi tiếp tục cho những nhóm khác nè, mình dùng trao lan mình làm nha. Mình chờ cho nó loang ra. Cảm ơn chị không? Ngón này là cô xin làm xong nè. Rất là dễ thương ha. Mình sẽ làm giống vậy nè mấy anh chị thấy không? Rất là đẹp ha. Thì mình giờ nhìn ở dưới nền nè, nó ra cái độ đẹp rất là cao. Đó, đây là một cái ID rất là đẹp nha. Dễ làm đó mấy anh chị thấy không? Dễ làm đúng không? Đó, chỗ nào không có là mình sẽ dùng một ít treo loan pha với màu trắng nha, mình sẽ vuốt cho nó ra cho nó đều như vậy nè. Đó rất là chiêu ha mấy chị ha. Đó. Rồi sau đó mình sẽ vuốt hai bên nè, vuốt đầu móng luôn nha, mình không cho nó mất shape nè mấy chị ha. Hai bên thiếu nè mình sẽ cho nó mỏng xuống, hai bên là thiếu nè mình sẽ cho cái màu của mình sát vô. Đó rất là đẹp ha, so cute. Ok đến sáng đó, và luôn luôn nhớ là mình sẽ giữ shape nha, tại vì cái này á, nếu mà mình không giữ shape á, là nó sẽ mất cái shape của mình á, thành ra là cái nail của mình nó không đẹp đó. Sau đó mình sẽ dán cái lên, tùy theo là mình vẽ nha, mình muốn đi như thế nào thì mình cứ vẽ. Đó, mình cho nó vậy ha. Nấu lên. Sau mình sẽ chờ nha, chờ cho nó hơi loang chút xíu, mình đừng có nhả nó đi. Tại vì nhả nó đi lát nữa là nó mất sức, mình không có thấy. Mình làm từng ngón. Đó, bây giờ mọi người thấy không? Cái mức độ loang cho cái nail của mình. Đó, nó loang vậy nè, mình chờ nha. Tại vì sao cái loang này nó rất là tiện cho mình, không quá nhanh, không quá chậm. Đó, nó cần cho mình có thời gian. Nếu mà mình chọn nhanh quá đó, mấy chị nhiều khi á, mình trong cái design của mình á, mình không có control được. Đó, nên là mình sẽ chọn cái design mà nó vừa ý thôi, vừa thôi. Đó, mọi người thấy không? Đó, sau đó mình sẽ vuốt hai bên nè, hai bên nha, để cho nó không mất shape nè. Đó, mọi người thấy nhìn rất là đẹp hơn. Rồi xong, mình sẽ cho bên này hơi mỏng chút xíu. Ok, inside. Rồi tiếp tục cho món khác nè. Bye chị. Năm sau mới gặp hả? Năm sau mới gặp luôn hả? Năm sau mới được gặp luôn. Nếu mà nó cho bay. Nhưng mà bây giờ bay được đúng không? Ok.
Thank you chị nhiều, ôm cái con. Trời ơi, một năm mới được gặp luôn. Hôm nay biết chắc luôn. Thank you. Các chị giữ gìn sức khỏe nha. Đang coi cái áo, bởi vì chị không cần nước sơn. Cái bô á, cái mới á, mà chị không cần nước sơn. Để vậy đó, nếu mà có thì được á. Ok chị, dạ ok chị. Bye, giữ gìn sức khỏe anh chị nha. Thank you chị nhiều. Rồi mình vuốt hai bên xuống nha. Đó, chỗ nào không có nè, đúng không? Mình sẽ dùng cái châu loan pha với màu màu trắng. Đó, mình tạo một lớp tán mỏng. Đó, mình mọi người thấy không? Mình xin tạo lớp vậy nè. Làm màu sấm sét tạo cái nền nha. Đó, tạo cái nền trước nè. Không có đi dày nha. Các anh chị khi mà mình quét châu loan không có quét dày. Tại vì quét dày quá nó sẽ bị đùng. Ok, inside. Đây ha. Không quét dày nha. Mấy chị đi một lớp thật là mỏng và vừa thôi. Hello Lai Nguyễn hay Nayden Nguyễn. Tại vì sao? Nếu mà mình đi dày quá thì nó sẽ bị đùng đúng không? Nên là mình chỉ cần đi một lớp vừa đủ thôi. Tại châu loan này rất là dễ xài, không quá chảy và không quá đặc nha. Đó, mình chờ nè, mọi người thấy không? Christine đang chờ đúng không? Rút nhẹ hai bên nha, khi mà nó loang đẹp rồi rút nhẹ hai bên nè cho nó không bị mất xếp nè. Ok em sáng cả nhà giúp Christian sang nha. Thank you cả nhà rất là nhiều luôn. Anh chị có thể là ghé vào ở website silamsupply.com nha. Đó, thì bây giờ cái bên này mình xong rồi đúng không? Mình sẽ chờ nha, trước khi là mình sẽ hoàn tất ngón chính giữa là Christian đã xong nè. Mọi người thấy không, rất là dễ thương ha, màu rất là đẹp. Mấy anh chị có thể là đi mát hoặc là đi shiny đều rất là cute đó. Alo. Lộn không? Thì đúng rồi, tính 16 thì chỉ nói là với anh Việt á, tính trung bình thôi. Đúng không? Có tháng này tháng kia, lo tháng 9 nó thấp hơn một chút thì mình tính vậy thôi. Có không? Ok rồi, đủ. Chắc chắn đủ. Đủ. Ok, vậy đi lát nói ha. Đang làm like các bạn. Đó, giờ mình đi ha. Đó, sơn một lớp mà. Cho một lớp thật là mỏng nha. Hello. Lát nói cho, đang online nè. Rút nhẹ hai bên nha. Sau đó là mình sẽ đi một lớp thật là mỏng nè, màu trắng nha. Cái này là trắng treo, Angel White treo nha mấy chị, Angel White treo nha. Còn á, cái châu loan này loan rất là vừa của Silem nha mấy anh chị. Đó, thêm một tuần nữa là mình sẽ có có hàng luôn. Hiện đang out stock nhưng mà khách cần quá vẫn phải chia sẻ cái design rất là cute cho mọi người. Tại sao? Lát coi like nha. Đó, giúp nhẹ hai bên nha.
Đó, rút nhẹ hai bên nha mấy anh chị ha. Sau đó là mình sẽ để vào máy. Ok, in sáng. Dạ, in sáng. Rồi xong ha. Khi mà mình vẽ những cái line đó thì mình sẽ chùi cây cọ của mình cho nó thật sạch. Tại vì á, trước đó là cái cây cọ của mình có treo loang rồi. Còn bây giờ là mình sẽ đi detail ha. Khi mà detail đó, mấy anh chị lấy một cái nước sơn khác, một cái viên nước sơn khác nha. Đó, một cái viên nước sơn khác để cho nó không có loang. Tại hồi nãy là cái cây trắng rồi cây cọ của mình cũng xài treo loang á. Đó, nếu mà mình xài nữa thì nó sẽ loang, nên là mình sẽ rửa sạch nha, chùi thật sạch. Sau đó bây giờ là mình sẽ đi những đường nét lên. Đó, mình đi thật là nhẹ thôi. Đó, mọi người thấy không, kế bên là Christine đã hoàn thành xong cái ngón nè, rất là skill ha. Đây gọi là cái marble sấm sét nha mấy anh chị ha. Khi mà mình đi nè, mấy anh chị có thể là mình đi nhíp vậy nè. Cây cỏ này nó rất là hay, nó giữ cho cái treo của mình rất là nhiều ở trong đó, nên khi mà anh chị đi là nó rất là dễ đi. Mình đi theo kiểu zig zag nha, đi từ từ nè. Đó, mấy anh chị thấy không, đi từ từ ha. Rất là cute ha mấy chị ha. Mình đi từ từ vậy. Đó, mấy anh chị có thể đi thêm một cái nữa. Đó, đi từ từ nhẹ nhẹ mà. Xong nha. Rồi, tiếp tục mình để vô máy nè. Finish một ngón là mình sẽ để tầng máy. Hay là mình có thể đi luôn. Tại cái màu trắng của mình á, nó không có bị chảy nữa, nên là mình thoải mái, cứ để từ từ hai ngón, ba ngón mình đi vẫn được. Đó, đi nhẹ nhẹ thôi, mình nhích thật là nhẹ nha mấy chị ha. Cây cỏ này mấy chị là mua tại website silamsupply.com nha. Cây cỏ làm bằng cỏ lông chồn, mấy anh chị đi rất là dễ nè. Đó, giữ treo cho mình lắm luôn á, dễ rất là đẹp. Thấy không, nếu mà nó không giữ á, mấy anh chị thấy không? Đó, mình không có vẽ được giống vậy. Mình phải giữ treo. Làm bằng cỏ lông chồn nha. Nên là các anh chị biết á, cỏ lông chồn rất là giữ nước nha. Đó, đi nhẹ xuống nè. So cute, rất là đẹp luôn. Ok, inside. Rồi qua bên này cũng vậy. Đó, rất là xinh ha mấy chị ha. Đi thật là mỏng thôi.
cây cỏ rất là dễ dàng nha mấy anh chị. Là mình có thể là tới store 7495 Anaconda lên mình đơn 92841 nha anh chị. Đó, cây cỏ rất là nhuyễn nè mấy anh chị, chỉ cần lấy nước sơn rất là ít thôi. Đó, đặc biệt nữa là cái mấy anh chị thấy là cái chai treo không? Chai chai Angel White không? Đó, rất là đẹp nha mấy anh chị, sơn cái gì nó cũng dễ hết, có 7 đồng một chai thôi. Và khi anh chị mua là mình sẽ mua 10 chai sẽ được tặng một chai nha. Chai này là mấy anh chị sơn. Hello, dạ, yeah, để đó giùm giùm. À, khi mà mình sơn cái đó, đó thì nó rất là dễ dẻ nha mấy anh chị, dẻ rất là đều tay nha. À, so cute. Beautiful. Hả? Hả? Dẻ là ra đó, cây cỏ mà. Không phải cô chị. Không có gì luôn. Dạ. Gì gói gì không? Không có gì luôn. Chị có bị gói ăn không? Có chị. Lát tụi em ăn. Lát tụi em ăn. Làm xong nhà. Tại còn khách nữa, còn một khách nữa. Còn 4 giờ. Để đó đi lát cho mấy chị đó là đẹp. Đó mọi người thấy không, rất là đẹp nha. Thank you, thank you. Đó, cây cỏ rất là đẹp, cây cỏ có 20 đồng thôi nha mấy chị. Cây cỏ live work nha. Hai đầu luôn mấy chị nha, làm bằng cỏ lông chồn. Tại vì á mình xin chuyên dẻ đó nên là mình thiết kế cây cỏ dẻ đó là mình làm sao để giữ được treo nhiều hơn ở bên trong. Để khi mà anh chị mình dẻ nè, đúng không? Là mình có treo nhiều. Đó, đi nhẹ nhàng. Cái này gọi là design marble sấm chớp nha mấy anh chị ha. Rất là xinh luôn. Đó. Sáng. Ok, next one. Cái lớp số 2 à, cái này á là khi mà mình dạy những cái line này nè mấy chị không có cần dạy treo loan nữa nha. Đó, mình chỉ cần dùng cái chai màu trắng của mình dạy thôi. Ok, dạ, thank you chị. Hello Jenny, how are you? Yeah, sit with me a little, okay? Okay. I'm going to the ATM. Okay, yes. Yeah, I'll be back. Thank you. Okay. Yes. Okay.
Yeah, just go 15 minutes, okay too. 15 minutes. Đó, rất là cute ha. Ok, em xem. Rồi xong ha. Trước khi là mình làm xong, mấy anh chị là giúp Christine lấy một ít thuốc. Sau đó mình sẽ rửa cỏ nha. Đó, mình bảo vệ cỏ là bằng gel. Và mình không có rửa acetone nha mấy anh chị nha. Đó, rửa xong. Sau đó mình cũng vuốt, dùng tay mình vuốt ha. Mình bảo vệ gel bằng cỏ đó. Và mình đậy lại. Đó, hoàn thành xong cái cây cỏ bảo quản nha. Rồi xong cái là mình sẽ sơn. Dĩa này rất là đẹp. Mình chỉ là rửa chỉ mình lên acetone trùng cái này. Dĩa này là nó sẽ rất là tiện cho mình design luôn. Trên website là mình có luôn nha mấy chị ha. Đó, chùi rất là sạch. Sau đó là mình sẽ sử dụng là chai thấp cốt nha. Đây, chai clam top coat rất là bóng, super bóng nè. Rồi mình sẽ bắt đầu là mình sẽ sơn thấp lên cho những cái ngón tay của người ta, người khách nha. Sơn lên. Cái này chỉ cần sơn một lớp thôi. Vuốt hai bên, để vô máy inside. Đó, đi hai ngón thôi. Super bóng nha, last on hơn 6 tuần luôn anh chị. Ok, inside. Hi Ivy, hello Ivy Nguyễn. Đây là mô bầu sấm sét nha mấy chị. Đó, cho nó có tên QQ luôn. Đây là một cái ID rất là mới. Đó, mình sẽ dùng cái chau loang để tạo nền cho nó trắng trắng như vậy nè. Ok, inside. Ok, inside, yes. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là mình sơn cái đầu móng nha mấy chị ha. Ở dưới móng nha mấy chị. Four o'clock, four o'clock. Sơn một lớp mỏng top coat lên ở phần dưới nha, để cho tay khách nó sạch, nó không bám những cái đồ dơ. Ok, next one. Under.
đẹp như sáng. Ấn đẹp. Thank you. Rất là dễ làm đúng không mấy chị ha. Okay, that's yeah, inside, yes. Mình sẽ cho dầu vào nha mấy chị ha. Okay, inside. On top, yes. Xin đã xong một cái bộ nail nha. Đó, mò bộ sấm sét. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt đầu là mình sẽ chụp hình. Làm cho nó sạch. Okay, đi mua cái sấm. Còn khách hàng 4 giờ. 4 giờ thôi. Đấy. Bị dính kim tuyến lên. Đó, chuồn ha. Ở đây nó dính vô cái kim tuyến hôm qua đó. Xin đã xong một cái bộ nail ha. Thank you cả nhà rất là nhiều luôn. Để Xin lấy cái foam ra. Đẹp. Đây ha, đây là cái marble sấm sét nha. Thank you cả nhà rất là nhiều luôn. Bộ nail rất là dễ thương nha. Và Xin cho anh chị xem lại những cái sản phẩm mà mình đã sử dụng nè. Một cái chai echo white, một cái chai trao loáng, là một cái cây cọ nữa. Đó, đây là cái cọ lightwork 2 đầu nha mấy anh chị ha. Đó, mình thấy không?
Đây là cái cây cọ Lightwork hai đầu nha. Lát Christine sẽ dùng cái cây mới để chụp hình cho cả nhà xem. Cây cọ rất là good. Ngoài ra nữa thì mình có thêm một cái chai top coat super bóng, last long hơn 6 tuần nha mấy anh chị. Đây là cái chai top coat nha. Rồi, thank you cả nhà rất là nhiều nha. Tất cả sản phẩm là mình đều có tại silamsupply.com. Số phone là 714-804-9688, 714-804-8688. Và anh chị có thể là ghé vào supply store là 7495 Anaconda Garden Road 92841 nha. Và đừng quên là chủ nhật tuần này 15-16 thì mình sẽ có là buổi demo show bắt đầu là từ 10 giờ đến 5 giờ chiều nha anh chị. Thank you cả nhà rất là nhiều luôn. Bye bye và hẹn gặp lại.